Xin chào bạn, bạn đang cần vay 4 triệu một cách nhanh nhất và lãi suất thấp nhất thì yên tâm. Trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để vay nóng, vay gấp 4 triệu và tất nhiên là bạn sẽ nhận tiền sau khoảng 10 đến 15 phút sau các bạn cung cấp thông tin. Đa số các đơn vị cho vay ở đây thì chỉ cần yêu cầu bạn chụp chứng minh nhân dân và 0% lãi suất nha bạn. Rồi nếu các bạn đang cần vay tiền và muốn có tiền ngay để có thể tiêu dùng thì các bạn cứ theo dõi mình sẽ hướng dẫn để các bạn có thể vay tiền một cách an toàn và chính xác nhất, đảm bảo cho các bạn là sẽ nhận được tiền 100%. Link của website, link của bài viết ấy thì mình sẽ để tại phần mô tả video clip nhé các bạn. Thì các bạn sau khi xem xong nhớ kéo xuống phần mô tả ở phía dưới hoặc là phần comment đầu tiên đây sẽ có link bài viết hướng dẫn, link của website. Các bạn nhớ click vào link xem thật kỹ các nội dung cũng như các bước mà mình đã hướng dẫn tại bài viết để các bạn có thể lựa chọn được đơn vị cho vay mà uy tín nhất, lãi thấp nhất và thủ tục đơn giản nhất nha bạn. Ngoài ra cứ truy cập vào website mà giảm giá tài chính.com thì mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn về thông tin tài chính, gói cược nhà mạng cũng như chia sẻ các mã giảm giá để các bạn có thể mua hàng với 0% không phải trả tiền nha các bạn. Đấy, nhớ click kéo xuống phần mô tả ở phía dưới vào bài viết hướng dẫn chi tiết để tìm hiểu cụ thể hơn nhé bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng đi vào nội dung hướng dẫn vay 4 triệu online. Các bạn đang cần vay tiền gấp, vay tiền 4 triệu thì cũng là khoản tiền vừa nhỏ thôi. Thì đa số các đơn vị đều là cung cấp với 0% lãi suất và hồ sơ chỉ yêu cầu chúng ta là chụp chứng minh nhân dân, đăng ký online qua điện thoại, qua máy tính thì gần như 10 đến 15 phút là chúng ta sẽ được duyệt và có tiền luôn. Ở đây thì có rất nhiều các đơn vị cho vay tiền uy tín, rất nhiều nhé các bạn. Đó, đa số ở đây đều là 0% lãi suất và chỉ cần chụp chứng minh nhân dân, nhưng có khác nhau về hạn mức vay và cũng như độ tuổi để các bạn có thể vay được tiền. Thì lưu ý các bạn có thể vay đăng ký ở nhiều đơn vị khác nhau. Và sau đó tổng đài sẽ gọi điện cho các bạn thì các bạn thấy đơn vị nào mà phù hợp nhất thì các bạn cứ chốt vay ở một số đơn vị đó. Thì để vay tiền thì các bạn cứ lựa chọn các đơn vị vay ở theo danh sách mình để ở đây. Rồi sau đó các bạn nhận vào chữ đăng ký vay đấy nhé các bạn. Đó, nhận vào chữ đăng ký vay để đi vào bài viết hướng dẫn chi tiết vay tiền tại đơn vị. Cụ thể mình nhận vào chữ đăng ký vay đấy để các bạn có thể xem. Khi mình nhận vào bài viết hướng dẫn chi tiết thì các bạn thấy là sẽ có hướng dẫn cho các bạn về thông tin của khoản vay, lãi suất, về cách đăng ký của vay tiền là như thế nào. Rất đơn giản đấy nhé các bạn. Thì có thể các bạn phải đọc kỹ để có thể hiểu được là gói vay này là như thế nào, gồm có bước 1, bước 2, bước 3 là điền thông tin ra sao. Cụ thể như mình kích vào đây thì các bạn sẽ thấy đó, các bạn sẽ thấy là bước 1 là điền thông tin, bước 2 là chúng ta sẽ điền cung cấp thông tin địa chỉ nhà ở chẳng hạn, thứ ba là chúng ta sẽ điền chứng minh nhân dân, upload hình chân dung của chúng ta lên để được xét duyệt. Thì các bước là đơn giản như vậy thôi, bạn nhớ vào đọc thật kỹ các nội dung để tìm hiểu các khoản vay. Thì sau khi các bạn đã đọc kỹ và hiểu được khoản vay rồi ấy thì các bạn kích vào chữ đăng ký vay ngay đây, kích vào đăng ký vay ngay nha các bạn, để đi vào website của đơn vị cho vay tiền và các bạn nhớ là điền theo từng bước mà mình đã hướng dẫn ở đây. Các bạn cứ click vào sẽ có giao diện trang chủ của đơn vị vay tiền và các bạn cứ điền theo từng bước mà mình đã hướng dẫn là sau đó hệ thống sẽ duyệt cho chúng ta. Nếu bạn nào mà chưa có thẻ ATM, chưa có tài khoản ngân hàng ấy thì hiện tại mình đang có một số bài viết tại đây. Đây đây các bạn click vào sẽ đi sang bài viết và cụ thể cho các bạn cách mở thẻ online tại nhà luôn. Thì trong vòng 3 đến 5 phút các bạn cùng điền thông tin thì sẽ có số tài khoản và trực tiếp số tài khoản trên điện thoại chúng ta sẽ có thể nhận tiền của các ngân hàng rất uy tín, ví dụ Vietcombank, MB Bank hoặc là Agribank đó. Tất cả các ngân hàng bây giờ thì cũng áp dụng các chương trình về mở thẻ online, mở tài khoản trực tuyến cả rồi. Các bạn cứ click vào đọc để tìm hiểu thêm. Rất nhiều đơn vị cho vay với khoản tiền khác nhau, vì vậy các bạn cứ từ từ kéo xuống tìm hiểu kỹ các gói vay. Link thì mình để tại phần mô tả video clip đấy hoặc là phần comment đầu tiên. Các bạn click xuống để vào danh sách bài viết và danh sách đơn vị cho vay tiền này nhé bạn. Đấy, các bạn thấy đơn vị nào phù hợp thì nhấn vào chữ đăng ký vay đây đó, cứ nhấn vào để đi vào bài viết hướng dẫn chi tiết nhé. Ngoài ra nếu các bạn đang cần hỗ trợ thì phía dưới mình có để link fanpage này, link kênh YouTube này, thì tại fanpage các bạn có thể gửi tin nhắn cho mình, còn tại kênh YouTube thì cứ để lại comment mình xem và sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn để các bạn có thể vay tiền một cách nhanh nhất. Ngoài ra có các khoản vay khác như vay nhanh 247, vay không thế chấp, vay qua chứng minh nhân dân, vay qua thẻ ATM,
Đó, rất nhiều các cách vay tiền khác thì các bạn cứ tìm hiểu thêm để có thể vay một cách an toàn hơn. Link của website, link của bài viết thì mình sẽ để tại phần mô tả hoặc là phần comment đầu tiên đây. Các bạn nhớ kéo xuống nhé. Vào bài viết đọc thật kỹ các nội dung hoặc là vào trực tiếp website mà giảm giá bài chim.com để có thể tìm hiểu thêm về các gói vay. Đừng có vội vàng, hãy đừng hiểu kỹ nhé các bạn. Đây là các đơn vị cho vay tiền nên chúng ta cần phải điền cho nó chính xác và đọc thật kỹ nội dung đã. Ok, nếu các bạn đang cần vay 4 triệu hoặc là các khoản vay 1 triệu, 2 triệu, thậm chí là lớn hơn 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu thì các bạn cứ vào link tại phần mô tả đấy để có thể vay được vay tiền. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like kênh và đăng ký kênh, nhớ để lại comment trong trường hợp các bạn đang cần mình hỗ trợ nhé bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.